gái ơi, giúp ba rửa chén đi. Gì chứ? Không, không. Nghe vậy nha. Nastia, giúp ba dọn đồ chơi đi. Dạ không, con không muốn. Wow. Đọc nó nha. Dạ. Nó là chuyện cổ tích. Đọc đi ba, đọc đi. Ngày xưa, có một cô bé không chịu rửa tay và rất bừa bộn. Luôn luôn có vi khuẩn trên tay bạn ấy. Và ngay cả sâu và côn trùng cũng bắt đầu bò vào nhà. Rồi, và câu chuyện tiếp theo là về một cô bé không chịu ăn gì hết. Ăn đi con gái, ăn một muỗng thôi. Ăn đi. Không ăn, không chịu đâu, con không ăn mà. Con không muốn ăn, con không bao giờ ăn đâu. Ghê quá, ba ơi, chờ một chút nha, rồi đọc chuyện cổ tích khác nha. Một cho ba nè, và một cái cho mình. Mình phải rửa chút. Của ba nè. Cảm ơn con. Đọc tiếp đi ba. Con nghe nè, con gái đến giờ đánh răng rồi. Không chịu đâu. Hai cộng một thì bằng mấy đây? Con không muốn học đâu. Hai cái bánh cộng bốn cái bánh bằng mấy cái bánh hả con gái? Con trả lời ba nghe đi. Con không muốn học mà. Làm ơn cho tôi tiền đi, cho tôi tiền mua bánh mì với. Cảm ơn nhiều. Ba đã nói con phải chăm học rồi mà. Mình phải nên nghe lời ba chăm học hơn. Mấy bạn đó không ngoan chút nào hết á. Con thì không có như vậy đâu. Giỏi lắm con gái. Thôi nào. Đi thôi. Đi. Nhìn kìa. Ở kia. Đó, đây rồi. Chạy đi ba. Bác ấy đi rồi. Yeah. Lấy quả bóng đi. Đi thôi. Bị khóa rồi. Chúng ta cần một chiếc chìa khóa. Đi. Wow!
Bóng của chúng ta. Quả bóng của ở kia, nhìn kia. Chúng ta sẽ đi qua nhà để xem. Nhìn kia. Cảm ơn con. Bác ấy đang đi đến. Bác ấy không nhìn thấy chúng ta. Ba, chúng ta có thể làm bạn với bác ấy được không? Được đấy. Mang kẹo này cho bác ấy đi. Cùng làm bạn nha. Tạm biệt. Đến kịp rồi. Vậy ba ngủ ở đâu đây? Ba sẽ tìm một phòng cho ba. Phòng gì đây? Mình sẽ ngủ ở đây vậy. Con đang đi đâu đó? Thôi nào, nhanh lên. Tại sao chứ? Ba không được xả rác đâu nha. Bạn không được xả rác. Na 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 na. Natija. Oh.
giúp anh ấy nha, kéo nào. Cái gì vậy ba? Được rồi, giỏi lắm. Tạm biệt nha.